như chưa hề có cuộc chia ly là chương trình đoàn tụ người thân trên truyền hình với sự giúp sức của đội tìm kiếm Sài Gòn buổi sáng, đội tương tác, câu lạc bộ tình nguyện và các đơn vị báo chí truyền thông trên VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ tối thứ bảy đầu tiên của tháng và phát lại lúc 14 giờ 55 thứ sáu tuần tiếp theo trên VTV4 phát vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng. Mời quý vị khán giả cùng xem và giúp chúng tôi tác thành những cuộc đoàn tụ.